Xin chào và cảm ơn quý khán giả đón xem chương trình Chuyển động Đông Tây. Rất vui được đồng hành để gửi đến quý khán giả những thông tin mới trong 30 phút trưa này. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2019. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Thưa quý khán giả, ném đá, gạch vào phương tiện tàu xe đang lưu thông. Sau một thời gian tưởng lắng dịu, gần đây lại tái diễn, khiến cho người điều khiển phương tiện cũng như là hành khách nơm nớp lo sợ. Mới đây nhất, phóng viên chuyên người khác thật đáng báo động trong lúc này. Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng các bị cáo tự xưng là lãnh đạo và nhân viên của công ty sổ số kiến thiết miền Bắc đã bàn bạc, phân công vai trò và cấu kết chặt chẽ với nhau để thực hiện 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo là đề nghị hợp tác để đánh sập các thầu đề. Nhóm đối tượng này yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó công ty sẽ cho biết trước kết quả sổ số, đề nghị người chơi, tiền trúng sẽ chia đôi hoặc là yêu cầu chuyển tiền góp vốn vào công ty làm cổ đông để chia lợi nhuận. Sau đó thì chiếm đoạt. Các bị cáo đã phải trả giá cho hành vi của mình gây ra. Sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với bị cáo Trần Văn Linh, 48 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cùng 13 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 7 đến 19 năm tù. Thưa quý khán giả, an ninh trật tự phức tạp xảy ra liên tục trong thời gian này còn là sự hoạt động rầm rộ của tội phạm tín dụng đen. Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa, làm tan rã hàng chục băng nhóm tổ chức hoạt động tín dụng đen và dài lãi suất cắt cổ trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đắk Lắk, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh thường núp bóng các doanh nghiệp, các tiệm cầm đồ. Tại thời điểm tháng 12 năm 2018, toàn tỉnh có gần 60 nhóm với trên 200 đối tượng hoạt động tín dụng đen. Trước tình hình này, Công an tỉnh còn huy động lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân bóc gỡ, xóa quảng cáo tín dụng đen, đồng thời trấn áp mạnh đối với các nhóm tín dụng đen. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố điều tra 3 vụ, triệt xóa, làm tan rã 53 nhóm với hơn 150 đối tượng và nhiều đối tượng hoạt động riêng lẻ, hàng chục cơ sở kinh doanh liên quan đến tín dụng đen. Trong đó có những nhóm cho vay lãi suất lên đến 360% một năm. Đa phần các đối tượng cầm đầu các ổ nhóm tín dụng đen cho các con nợ vay rất ít vì cuộc sống mưu sinh, mà đa phần là mục đích cá độ bóng đá, hoạt động cờ bạc và nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác, góp phần gây bất an cho xã hội. Thưa quý vị, dịp hè là thời điểm mà học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi, trong khi các bậc phụ huynh thì vẫn phải đi làm. Thiếu sân chơi, trong khi sự quan tâm sâu sát của gia đình thì không sâu sát, chặt chẽ, khiến cho hè luôn là thời điểm mà trẻ em thường gặp phải những tai nạn đáng tiếc. Và một trong những mối nguy hiểm thường trực nhất chính là đuối nước. Dân và vụ tai nạn đuối nước thương tâm của hai em nhỏ vừa xảy ra cách đây ít ngày tại đập Đá Bàn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp tục là một hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình và cả chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa đuối nước cho trẻ. Gia đình chị Trần Thị Thủy, ngụ xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, vẫn đang chìm trong tang thương sau sự cố con trai của chị, bé Phan Lê Hoàng Phúc bị tử vong do đuối nước cách đây ít ngày. Theo lời kể của gia đình, do đang nghỉ hè nên Phúc cùng với Phạm Khánh Hưng và hai người bạn khác rủ nhau đi chơi tại khu vực đập Đá Bàn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, gần nhà. Tại đây, Hưng xuống hồ tắm nhưng bị hụt hơi. Thấy Hưng kêu cứu, Phúc xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả hai đều bị đuối nước rồi tử vong. Sự ra đi của hai em nhỏ khi mới vừa 12 tuổi đã để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho hai gia đình. Nơi vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm của Hưng và Phúc là hồ giáp ranh với ba địa phương Châu Đức, Bà Rịa và Đất Đỏ. Vào mùa mưa, độ sâu của hồ có chỗ lên đến hàng chục mét. Vào những năm trước, nơi đây đã từng xảy ra nhiều vụ đuối nước dẫn đến tử vong, nên các ngành chức năng đã làm rào chắn và làm biển cảnh báo tại một số đoạn. Thế nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều người và đa số là thanh thiếu niên đến chơi và câu cá trong hồ, nhất là trong dịp cuối tuần và dịp hè. Nhiều người nên ý thức hành động này vô cùng nguy hiểm. Đuối nước để lại nỗi đau và mất mát vô cùng to lớn, không thể bù đắp được của các gia đình và toàn xã hội. Nhằm giảm thiểu tối đa số người tử vong do đuối nước, đặc biệt là trẻ em, nhiều lớp dạy bơi lội ở các địa phương đã ra đời, như là lớp dạy bơi miễn phí ở Quảng Trị sau đây là một điển hình.
Đây là lớp học bơi miễn phí do xã Đoàn Hải Ba tổ chức cho các em học sinh trên địa bàn trên tuyến kênh thủy lợi N6 của xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Do kinh phí hạn hẹp nên các đoàn viên thanh niên trong xã sử dụng các cọc tre và dây chằng để ngăn kênh thủy lợi. Được triển khai từ đầu tháng 6 đến nay, lớp học bơi miễn phí thu hút 60 em thiếu nhi có độ tuổi từ 8 đến 13 tuổi tham gia tập luyện vào 6 giờ sáng và 17 giờ chiều hàng ngày. Lớp học bơi có 2 thầy dạy thể dục được tập huấn kỹ năng dạy bơi do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức phụ trách dạy bơi dưới nước. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên và phụ huynh hỗ trợ giám sát, sẵn sàng hỗ trợ y tế ở trên bờ. Chỉ riêng trong dịp hè 2019, tỉnh Đoàn Quảng Trị đã phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương mở 43 lớp dạy bơi miễn phí, thu hút 1.700 em thiếu nhi tham gia học tập. Không cần cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ, chỉ cần những cái cọc tre cắm trên kênh là có thể giúp cho các em có thể bơi được thành thạo sau mùa hè này. Quan trọng là cái lòng của người có muốn thực hiện hay không. Thưa quý vị, hè về, các hoạt động tham quan dã ngoại tự phát cũng nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, do thiếu ý thức, nhiều người dân và du khách đã sử dụng lửa để nấu nướng bất chấp cảnh báo cháy rừng của các cơ quan chức năng. Hàng chục hecta rừng tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước nguy cơ đó. Đây là những hình ảnh của vụ cháy rừng tại bán đảo Sơn Trà được các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện và dập tắt cách đây một tuần. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực thường có hoạt động dã ngoại và những dụng cụ nấu nướng có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng trên. Không chỉ dùng lửa để nấu nướng, khi tham quan dã ngoại, một số người dân và du khách còn dùng các loại vật liệu tạo khói để chụp ảnh, khiến nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để ngăn ngừa nguyên nhân cháy rừng, ngoài việc cảnh báo, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát việc dùng lửa của người dân và du khách. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra cháy tại đây vẫn rất cao do lực lượng chức năng không thể bao quát hết cả khu vực. Quan trọng là ý thức của mỗi người. Thưa quý khán giả, xuất phát từ thực trạng người tiêu dùng bị ngộ độc thực phẩm bởi rau phun thuốc nhiễm hóa chất ngày càng tăng. Nhằm tạo ra bữa ăn với thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, rất nhiều người đang hướng đến việc trồng rau an toàn. Điển hình như anh Nguyễn Tiến Thành đã thành lập một doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, với cách làm đáng để nhiều người học hỏi. Theo đó, anh chọn hướng sản xuất công nghệ cao với hình thức sản xuất trồng rau thủy canh, kết hợp nuôi cá hữu cơ. Mô hình aquaponics là cung cấp nước tuần hoàn từ bể cá để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Hình thức canh tác thủy canh này là không dùng đất, bộ rễ cây trồng được nuôi dưỡng phát triển trong nước, có bổ sung các thành phần dinh dưỡng thiết yếu. Có một sự khác biệt giữa phương thức canh tác thổ canh và thủy canh là trong hệ thống thủy canh không có sự tham gia của các vi sinh vật phân giải như trồng đất. Sự tích hợp đồng thời cả hai hệ thống nuôi trồng thủy sản và thủy canh mang lại lợi ích thiết thực và tính độc đáo của mô hình aquaponics. Thay vì bổ sung phân bón và các hóa chất để trồng cây, mô hình này sử dụng chất thải từ cá nhờ sự chuyển hóa từ các loại vi sinh vật thành chất dinh dưỡng cần thiết và đầy đủ cho sự phát triển của cây. Ngược lại, thay vì phải xử lý rồi xả nước từ nuôi cá ra môi trường, aquaponics sử dụng cây trồng để làm sạch nước và trả lại cho bể cá. Nước này có thể được tái sử dụng vô thời hạn và chỉ cần thay thế khi nó bị mất do bài hơi. Ưu điểm của phương pháp này là người trồng tiết kiệm được hơn 40-50% chi phí sản xuất. Hiện nay, với diện tích hơn 1.500m², anh Thành đang trồng các loại rau như cải thảo, xà lách, tía tô, cải bẹ xanh. Song song đó là các loại cá mang lại giá trị kinh tế cao như là cá chạch lấu, cá chình. Tuy anh Thành chỉ mới thực hiện mô hình nhưng đã có nhiều nhà phân phối siêu thị lớn đã tìm đến đặt vấn đề bao tiêu đầu ra cho sản phẩm rau thủy canh của công ty. Thưa quý vị, ngày thì làm cửa sắt, đêm nghiên cứu chế tạo. Quý vị có tin sự bền bỉ của một người nông dân đã cho ra sản phẩm rất hữu ích trong sản xuất nông nghiệp hay không ạ? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Dũng là nông dân làm ruộng lâu năm, nhưng ông Phạm Thanh Liêm ở ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp lại có sở thích sáng tạo. Cơ duyên chế biến máy móc nông nghiệp đến với ông khi một lần gặp khó tìm nhân công gieo sạ. Từ đó, ông đã nảy sinh ý định chế máy cho tiện ích. Ý tưởng ấp ủ nhưng không tiền nên người nông dân này ngày phải làm cửa sắt, sửa máy, đêm về đua tư duy sáng tạo. Và rồi sau vài năm nghiên cứu, chiếc máy được khai sinh có tên là máy sạ hàng 3-trong-1, vừa tiện ích vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hôm nay cái máy của mình thì nó đạt cái ưu điểm xạ hàng được,
xạ lan được, mà bà con thích nhu cầu xạ như cấy thì xưởng ở đây cũng vẫn phục vụ được cho bà con. Ưu điểm của nó là hiện nay là nó vượt trội hơn hết là anh có thể là kết hợp phun xịt được, rồi xạ lan được, xạ hàng được, rồi anh muốn xạ dày được, xạ thưa được, xạ từ 8kg cho đến 25kg tùy nhu cầu. Mỗi một vùng đất nó khác nhau, mỗi một cái sở thích của người trồng lúa nó lại khác nhau, thì cái máy này nó sẽ điều chỉnh được và phục vụ theo cái mong muốn của bà con được. Máy ra đời là công cụ hỗ trợ tích cực cho bà con nông dân, mặt khác cũng là tài sản để ông Liêm canh tác. Cấu tạo máy xạ hàng 3-1 gồm một động cơ di chuyển, một hộp số điều khiển và hình dáng bên ngoài được ông thiết kế kiểu dáng hoàn toàn bằng nguyên liệu sắt. Phía sau có gắn thêm ống polymer đựng hạt giống. Khi xạ xong đến kỳ phun xịt, có thể lắp thêm thùng chứa phân tự động, phun tưới cây lúa. Một trong những đặc điểm làm ông đau đầu đó là đặt thêm chiếc ghế ngồi để người nông dân dễ dàng lái ra đồng. Tính năng của máy xạ hàng 3-1 rất tiện ích. Nếu đất liền canh liền cư, trong 1 giờ có thể xạ được 1 hecta cho đến 1,2 hecta. Sử dụng máy để gieo xạ thì mầm giống không bị động, hạt lúa rơi xuống đất rất khỏe nên cây mọc lên rất mạnh và không bị gãy mọng. Hạt giống rơi nhẹ từ từ nên ít bị hư. Qua khảo nghiệm, máy xạ hàng đa năng này giảm lượng phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Hạt gạo thành phẩm sẽ đều đặn hơn và hạt cơm sẽ thơm ngon hơn. Cái máy xạ hàng thông thường á, thì nó gớt. Ví dụ nó gớt xuống 10 hộp thì trong đó là có 3-4 hộp gì nó nằm kê ở trên á. Khi gặp nắng thì nó không lên được. Còn cái máy này thì nó ra mà nó bung ra đều. Là cái tỷ lệ giống nó ra là nó đều khắp luôn. Nó không có bị sập dưa như thằng kia. Mà lại là nó lên hiệu quả đạt là khoảng gần 100% luôn á. Giải pháp sáng tạo của ông Liêm đã được bảo hộ độc quyền và máy xạ hàng 3-1 cũng được tỉnh Đồng Tháp bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hiện nay mong muốn của ông Liêm là có thêm nhà đầu tư hợp tác kinh tế để sản phẩm sáng tạo đến tay bà con nông dân nhiều hơn với giá thành hợp lý nhất. Từ đây có thể thấy thành quả của người nông dân Phạm Thanh Liêm chính từ sự đam mê, bền bỉ, ham nghiên cứu. Và đặc biệt là nhận thấy sự tiện ích trong cơ giới hóa đồng ruộng nên mới quyết tâm đến thế. Thưa quý khán giả, trong tiềm thức của tất cả chúng ta, miền quê luôn gắn liền với những không gian yên bình, bầu không khí trong lành sảng khoái. Thế nhưng có một thực tế đáng buồn là giờ đây chính những nơi này đang kêu cứu về vấn nạn ô nhiễm mùi hôi và nước bẩn từ chăn nuôi thải trực tiếp ra sông, kênh rạch. Hàng xóm bất bình, nhắc nhở, góp ý nhau thì xảy ra mâu thuẫn, thậm chí là có án mạng. Báo chính quyền địa phương thì hứa cho qua chuyện. Không lẽ chúng ta phải đành cứ bất lực trước sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân đang hủy hoại môi trường sống một cách ngang nhiên như vậy? Dân, và mời quý khán giả cùng tìm hiểu tại một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cũng là điển hình cho rất nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, để cận cảnh một sự thật đau lòng, nông thôn đang dần mất đi sự trong lành. Tình trạng ồ ạt đào ao nuôi cá tra, cá lóc ở các huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp đang dần bức tử các dòng sông, con kênh. Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất ô nhiễm do phân thuốc bảo vệ thực vật làm nhiều con kênh chuyển màu đen kịt hoặc xanh đậm. Tại các vùng nuôi thủy sản, hầu hết người nuôi tận dụng diện tích để nuôi, ít đầu tư ao lắng. Dĩ nhiên, nước thải trực tiếp xả ra kênh. Trong khi với những vùng chưa có trạm cấp nước sạch, người dân còn chật vật tìm nước sạch sinh hoạt mỗi ngày. Ai về ngang sông Sa Rài, sông trung tâm thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, sẽ tận mắt thấy con nước màu xanh rêu chảy lờ đờ và nực nồng mùi thức ăn cá. Ông Nguyễn Văn Thệ ở xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp lắc đầu ngao ngán. Từ đây về tới Tân Hồng tỉnh là nhiều dữ lắm. Cặp mấy kinh là cá thịt nó nuôi là cá thịt nuôi nhiều lắm. Và nó xả ra bây giờ là con sông không còn nước sông nữa mà thành nước hầm rồi đó. Những kênh nội đồng của huyện Hồng Cự thường xuyên bị nước ao cá lóc xâm chiếm. Anh Nguyễn Văn Có ở xã Tân Phước cho biết 7 con sắn của gia đình đã mất trắng vì nguồn nước dơ này, tổng thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Điều anh Có mong chờ không phải là ai sẽ bồi thường
mà là chuyện kiểm soát việc đào ao, xả thải, tránh tình trạng như thế kéo dài, vì nếu không thì nông dân biết trồng cái gì để sống. Theo tiết lộ của những chủ ao nuôi cá lóc, nước thải bình thường không ô nhiễm bằng nước vệ sinh đáy hầm, mà trong chu kỳ 4 tháng nuôi ít nhất phải vệ sinh 3 lần như vậy. Dọc con kênh Tứ Thường có hàng trăm hầm cá lớn nhỏ. Nước chưa đến mức các hộ nuôi cá lóc cũng không dám sử dụng nước kênh để bơm vào ao nuôi thì cá sẽ nhiễm bệnh. Cùng với các ao nuôi thủy sản, những cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư ở miền quê cũng gây phiền hà cho hàng xóm. Mùi hôi, tiếng ồn, bụi, nước thải đang ngày càng bức bối hơn khi dân cư càng đông, cơ sở sản xuất cũng ngày càng nhiều. Đơn cử như cơ sở sản xuất bong bóng cá ở địa bàn tổ 7, ấp Tân Phú, xã An Dơn, huyện Châu Thành. Theo bà con ngụ gần đó, vài năm qua, con trạch gần cơ sở này bị bức tử. Cây trái chậm phát triển nếu tưới nhầm nước thải, con người thì ngộp thở với mùi hôi thối. Chịu hết nổi, người dân cùng nhau làm đơn thưa ra Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nhân dân huyện. Bà Lê Thị Ngọc Trinh không kìm được bức xúc. Quá rồi mới nói, chứ phải ít là ít thôi, mình cũng nói con này nữa. Quá trời rồi, bị gì ở nhà bệnh rồi con cháu mình nó bệnh đó. Cái bệnh nó nóng nó sốt hoài liền liền, nhỏ tôi mới có 17 tháng rồi mà nó sốt hoài mấy ngày nay bị nó ảnh hưởng cái hơi nè. Ông Nguyễn Văn Phước ở cùng địa phương cho biết thêm, lạ kỳ là mỗi lần dân ở đây phản ảnh cơ sở đột ngột cho công nhân nghỉ là biết ngay ít bữa sẽ có đoàn đến kiểm tra lấy mẫu nước. Lúc đó nước trong veo, kiểm tra nổi gì. Bởi vậy tình trạng xả thải dai dẳng năm này qua tháng nọ. Cạn sắc chừng nào nó hôi thối chừng đấy, mà làm từ năm 2001 mà người dân chúng tôi thương rất là nhiều. Trên kênh Cá Mít thuộc hai xã Tân Hòa và Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, nhiều nhà máy xay xác hoạt động ngày đêm, bụi trò trấu cũng mù mịt đêm ngày. Người dân đối phó bằng cách đóng cửa che màn, nhưng bụi vẫn bủa vây. Có nhà không chịu xiết đã dỡ nhà đi nơi khác. Người già và trẻ nhỏ cũng thường bị bệnh hô hấp và bệnh về da. Một người dân ở đây bức xúc, có khi thấy cơ quan chức năng kiểm tra ngay lúc trời mưa, nhà máy ngừng hoạt động. Kiểm tra như vậy làm sao mà biết có bụi hay không? Những lúc bị phản ảnh thì bụi giảm hẳn, nhưng ít lâu sau bụi lại đầy trời. Chỉ là trường hợp đơn cử ở tỉnh Đồng Tháp, nhưng có lẽ qua những hình ảnh trên, chúng ta cũng bắt gặp đâu đó tương tự ở nhiều vùng nông thôn khác trên cả nước. Sống khổ vì mùi hôi, nước dơ đã đành, cây trái qua màu chết vì nguồn nước cũng không biết thưa kiện thế nào. Và qua đây thì hy vọng chính quyền địa phương ở những nơi có tình trạng tương tự sẽ có hướng giải quyết ổn thỏa để người dân có được một môi trường sống trong lành, tránh những bức xúc cãi cọ mà mất đi tình làng nghĩa xóm vốn vun đắp tốt đẹp bao đời. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị câu chuyện của phóng viên chiến trường khoác lên mình màu áo lính với ngòi bút là vũ khí, những người lính thông tin trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lúc đó họ đã chiến đấu thế nào. Và việc vừa phải tự bảo vệ mình, vừa phải làm tròn trách nhiệm của phóng viên ảnh chiến trường là một điều không đơn giản. Mời quý khán giả cùng gặp gỡ nhà báo, cũng là phóng viên chiến trường năm xưa. Ra Bắc, rồi lại vào Nam, lên rừng và xuống biển. Bằng vũ khí sắc bén là chiếc máy ảnh cùng tinh thần làm việc quên mình. Người chiến sĩ, phóng viên ảnh chiến trường Đinh Quang Thành năm xưa đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm phản ánh thời mưa bom, lửa đạn khắc nghiệt mà đầy anh dũng của dân tộc Việt Nam. Muốn có cái ảnh của mình tác động đến quần chúng, ca ngợi cái chiến công của quân dân của mình thì mình phải có mặt, cũng cùng sống với anh bộ đội, cùng gian khổ như bộ đội, cùng chiến đấu như anh bộ đội. Họ dũng cảm như thế nào mình cũng phải dũng cảm như thế. Bao giờ cũng nghĩ vũ khí mình là cái ảnh. Anh bộ đội có thể hy sinh thì mình cũng có thể hy sinh chứ. Cả dân tộc mình đứng lên cầm vũ khí, không lẽ mình lại đứng ở phía sau. Và có lẽ trong cuộc đời làm báo của mình, nhà báo Đinh Quang Thành khó có thể quên được chuyến công tác đặc biệt vào cuối tháng 3 năm 1975, cùng những bức ảnh đầy ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người chiến sĩ trong giờ phút lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trở về từ chiến trường năm xưa, những người lính thông tin đã có dịp gặp nhau, cùng ôn lại một thời hào hùng, khó quên gian khổ, nhưng đầy tinh thần quật cường,
của cả dân tộc Việt Nam nói chung và những người lính thông tin nói riêng. Đồng thời cũng không quên gửi gắm mong muốn của mình với thế hệ làm báo hôm nay. Thời cuộc của 4.0, người làm báo phải là người có tư cách, đạo đức, sống chân thật, làm được điều để hoàn thiện nhiệm vụ mình được giao. Để có được những bức ảnh giá trị, phơi bày sự khốc liệt, phi nghĩa của chiến tranh, thức tỉnh dân tộc cùng đứng lên bảo vệ hòa bình, những người lính thông tin năm xưa đã có lúc phải đánh đổi bằng máu xương của mình. Dân và qua từng câu chuyện của những thế hệ đi trước, thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt trong đó có những người làm báo, càng thôi thúc chúng ta nỗ lực hơn để cống hiến cho sự phát triển của đất nước ngày càng bền vững. Và thông tin này cũng đã khép lại chương trình Chuyển động Đông Tây ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.